TP Hồ Chí Minh, đa dạng thị trường giỏ quà Tết canh TITAI các siêu thị lớn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh như Bixi, Copmart, C E-Mart, các sản phẩm hàng hóa phục vụ dịp lễ Tết đã được bày bán với số lượng lớn. Nhiều chương trình khuyến mại liên tục được áp dụng ngay từ cuối tháng 1-2 đây cũng là thời điểm người tiêu dùng đi tham quan và đưa ra các quyết định lựa chọn sản phẩm phù hợp. Các loại giỏ quà Tết tại các siêu thị như E-Mart, Copmart khá đa dạng với nhiều mức giá khác nhau giao động từ vài trăm ngàn đến hơn một triệu đồng. Ngoài ra, siêu thị này còn giới thiệu bộ 11 mẫu giỏ quà Tết giá mềm, từ 149.000 đến 329.000 đồng trên giỏ, để giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn. Siêu thị còn có giỏ quà Tết có giá cả hợp lý và tính thẩm mỹ cao với hàng nhãn riêng có các mức giá 299.000 đồng, 499.000 đồng, 699.000 đồng và 999.000 đồng. Ông Lê Hữu Tình giám đốc marketing siêu thị Emart Việt Nam, cho biết, hiện nay, siêu thị chuẩn bị hơn 1.000 sản phẩm chuyên dành cho mùa Tết. Như mọi năm, các sản phẩm thiết yếu mùa Tết chủ yếu là bánh kẹo, bia, nước ngọt đã sẵn sàng trên kệ tại siêu thị. Đặc biệt, với tiêu chí an toàn cho sức khỏe của người tiêu dùng, các sản phẩm trong giỏ quà Tết canh tí 2020 được chọn lọc kỹ lưỡng nhằm bảo đảm chất lượng cao nhất, giá ổn định so với thị trường. Theo ông Tình, vào dịp Tết, Số lượng hàng hóa E-Mart Việt Nam bán ra tăng gấp 4 lần ngày thường, do đó, thời điểm này, siêu thị đã bổ sung cải tạo một số vị trí, mở rộng quầy thu ngân nhằm giảm tải và tạo thuận lợi cho khách hàng mua sắm trong dịp Tết. Ông Đỗ Quốc Huy, Giám đốc Marketing Sài Gòn Co-op, cho biết, Tết năm 2019, lúc cao điểm hệ thống đơn vị bán lẻ của siêu thị bán ra hơn 10.000 giỏ quá Tết các loại, đặc biệt, đơn hàng từ đối tượng khách là doanh nghiệp, cơ quan đoàn thể rất nhiều các siêu thị phải tăng ca và nhập hàng liên tục để gói quà Tết cho khách. Năm nay hệ thống của Sài Gòn Co.op đưa ra nhiều đơn hàng với số lượng giỏ quà lớn, đa dạng và có thể gói theo yêu cầu của khách hàng. Dịp cuối năm nắm bắt tâm lý mọi người không có nhiều thời gian để chọn quà biếu nên đa số lựa chọn các phần quà Tết gói sẵn. Giỏ quà Tết gói sẵn thường có rượu, bánh kẹo, trà, cà phê. Tùy theo số tiền mà số lượng cũng như chất lượng sản phẩm sẽ khác nhau. Thông thường, giá bán sẽ dao động từ vài trăm cho đến vài triệu đồng, đủ các thương hiệu trong và ngoài nước. Tranh thủ ngày nghỉ, chị Võ Thị Linh trưởng phòng nhân sự của một công ty may mặc tại quận Gò Vấp, cùng trông đến siêu thị e -mart Việt Nam để lựa chọn những giỏ quà Tết. Năm nay dự kiến gia đình sẽ mua tặng người thân và anh chị trong công ty 20 suất quà Tết. Thị trường giỏ quà Tết năm nay rất đa dạng, giá cả cạnh tranh được trang trí đẹp, chất lượng sản phẩm tốt và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Chị Linh chia sẻ, theo nhiều trang bán giỏ quà Tết online, khách hàng hiện nay thường rất chú trọng về hình thức giỏ quà. Những giỏ quà Tết thường được thắt nơ, trang trí trông bắt mắt, sang trọng phù hợp để tặng bạn bè, họ hàng, đối tác, vừa tiện dụng vừa mang nhiều ý nghĩa. Trang Facebook có tên quà Tết giá xỉ có địa chỉ tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh đưa ra nhiều loại giỏ quà Tết 2020 với nhiều mức giá khác nhau bao gồm các loại sản phẩm như hạt điều, hạnh nhân, hạt óc chó, chuối sấy, khô gà lá chanh, cá bóng tẩm gia vị, hồng sâm KGS hoặc rượu Vista. Nhiều trang bán giỏ quà Tết trên Facebook cũng đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi khác như combo quà Tết đa dạng sản phẩm chất lượng, chiết khấu cực cao, xét hộp quà theo giá trị khách hàng yêu cầu giao hàng miễn phí trong nội thành TP Hồ Chí Minh. Một giỏ quá Tết có giá từ 400.000 đến 1 triệu đồng tùy theo số lượng sản phẩm. Hiện nay, nhiều siêu thị, doanh nghiệp dự báo nhu cầu tiêu thụ mặt hàng bánh, mứt, kẹo dịp Tết đạt khoảng 10.000 tấn. Vì vậy, nhiều nhà sản xuất đưa ra thị trường những dòng sản phẩm dành riêng cho Tết với bao bì bắt mắt, mang đậm màu sắc, không khí xuân. Đặc biệt, những dòng sản phẩm dùng làm quà biếu, tặng được nhà sản xuất chú trọng đầu tư hoàng tỷ